Mến chào quý vị cùng đến với bản tin của kênh Thời sự 24 giờ HD, nơi cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hoãn phiên phúc thẩm xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai. Quý vị thân mến, ông Lê Quốc Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho biết, hoãn phiên xét xử phúc thẩm bị cáo thầy ông nội Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo ông Dũng, trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm các bị cáo ngày 14 tháng 10. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh nhận được đơn của các luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn xin tạm hoãn phiên tòa. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã chấp thuận và dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm các bị cáo này vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, ông Dũng nói. Như phóng viên đưa tin, chiều 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án sơ thẩm 6 bị cáo Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Tòa tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên 3 năm tù. Thời gian thi hành án của các bị cáo tính từ ngày 5 tháng 1 năm 2022. Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo. Đến ngày 21 tháng 8, những bị cáo còn lại trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai cũng gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2021, các bị cáo sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo, lấy tên Tịnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên cơ sở này thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Bị cáo Lê Tùng Vân là người tổ chức quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ cho các bị can còn lại, viết kịch bản, tập hát và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động nơi đây. Sau khi làm video, các đối tượng đưa cho Lê Tùng Vân xem, thống nhất đồng ý mới được đăng lên mạng. Có 5 video và một bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube, cơ quan chức năng qua phân tích giám định đã xác định đó là hành vi có tổ chức. Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tập đoàn Viettel bị phạt 40 triệu đồng vì phát 21 kênh truyền hình chưa được chứng nhận danh mục. Thưa quý vị và các bạn, quyết định xử phạt Viettel được Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành do hành vi cung cấp các kênh chương trình không có trong giấy chứng nhận danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền của doanh nghiệp. Số tiền phạt vi phạm hành chính là 40 triệu đồng. Tập đoàn Viettel bị xử phạt vì đã thực hiện hành vi cung cấp 21 kênh chương trình truyền hình khi chưa được cấp chứng nhận cung cấp trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền trên mạng Internet, ứng dụng Internet TV 360. Hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm G khoản 3, điều 17, Nghị định số 119 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, đến nay, Tập đoàn Viettel đã thực hiện các thông tin khắc phục biện pháp vi phạm theo quy định, bao gồm dừng cung cấp 21 kênh chương trình chưa được cấp giấy chứng nhận cung cấp trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền trên mạng Internet của doanh nghiệp, nộp phạt đúng thời hạn được nêu trong quyết định, đồng thời thực hiện nộp hồ sơ đăng ký bổ sung danh mục kênh chương trình đối với các kênh chưa được cấp giấy chứng nhận. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, việc theo dõi các nội dung cung cấp trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền của các doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử chú trọng thực hiện. Hoạt động này nhằm đánh giá sự tuân thủ quy định của pháp luật của doanh nghiệp, rà soát theo dõi việc cung cấp các nội dung không phù hợp để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, giám sát nội dung cung cấp trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền phù hợp với thuần phong mỹ tục,
đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Học phí thành phố Hồ Chí Minh chính thức tăng gấp 5 lần. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phiên họp sáng 11 tháng 10 đã thông qua mức học phí năm học 2022-2023. Thưa quý vị và các bạn, học phí chính thức tăng gấp 5 lần so với trước đây. Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên như sau. Nhóm 1, học sinh học tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2, học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Việc đề xuất tăng học phí sau 2 năm diễn ra dịch bệnh là vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nhiên, quy định khung học phí năm học 2022-2023 theo quy định số 81/2021/NĐ-CP hiện tại quy định mức sàn thu học phí đối với các địa bàn dân cư thành thị và nông thôn tương đương với nhóm 1 và nhóm 2 là 100.000 đồng đến 300.000 đồng một học sinh một tháng đối với tất cả các bậc học. Đồng thời, mức học phí dự kiến hạn chế thấp nhất mức chênh lệch tăng tuyệt đối so với mức thu của năm học 2021-2022. So sánh mức chênh lệch của khung mức thu năm 2022-2023 đề xuất so với mức thu trước đây, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nhận định khung thu học phí đang đề xuất thực hiện là đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng đóng góp của người học. Việc thu học phí góp phần tăng nguồn thu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, khuyến khích và luôn tạo điều kiện cho học sinh thuộc các diện chính sách có điều kiện được đi học, tạo được đồng thuận của các tầng lớp xã hội. Ngoài ra, cũng góp phần với ngân sách nhà nước nâng cao mức đầu tư trên mỗi học sinh. Bên cạnh đó còn có tác động điều tiết ngân sách đầu tư nhiều hơn ở nơi còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt tính công bằng trong hệ thống giáo dục. Có phát sinh chênh lệch mức thu học phí giữa các địa bàn quận nội thành và các huyện nội thành do mức thu các năm trước đây, thành phố Hồ Chí Minh luôn duy trì mức thu học phí thấp và không tăng trong suốt 6 năm nay. Khung học phí năm học 2022-2023 và từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí không quá 2 lần mức trần học phí tại điểm A khoản 2 điều 9, nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí không quá 2,5 lần mức trần học phí tại điểm A khoản 2 điều 9, nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến, học online bằng 50% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị ngàn đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.